Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị tổ chức liên quan, tại tòa, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian cho các luật sư bào chữa của nhóm bị cáo giúp Trương Mỹ Lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quản lý thu chi tiền được rút ra từ ngân hàng SCB. Lên phương án phối hợp giải quỹ các khoản vay được SCB giải ngân, bảo chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Luật sư lập luận bị cáo Hồ Bửu Phương không tham gia xuyên suốt trong quá trình giải ngân, chiếm đoạt tài sản từ SCB của Trương Mỹ Lan mà chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây rút tiền. Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo tất cả chuỗi giải quỹ trúc tiền, người lên danh sách các khoản vay khống là bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, sau đó chuyển sang bộ phận khác thực hiện hành vi giải quỹ. Vai trò của Hồ Bửu Phương chỉ dừng lại ở việc áp đơn giá của phần chuyển nhượng sau khi tiền đã được giải ngân về cho công ty vay. Khi bào chữa cho bị cáo Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB, luật sư Trần Minh Hải đề nghị hội đồng xét xử xác định lại cách tính hậu quả của vụ án để có lợi nhất cho thân chủ cũng như các bị cáo khác. Theo phương pháp, dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo của mỗi khoản vay. Ngoài ra, luật sư Trần Minh Hải cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu trong hồ sơ vụ án, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan có tới 1.186 tài sản đảm bảo cho 1.284 khoản vay, tức số mã tài sản, đảm bảo hơn như cáo trạng xác định. 1.166 tài sản và tổng tài sản bị loại bỏ ra khỏi danh sách một tài sản khấu trừ thiệt hại là 666 tài sản do công ty thẩm định giá Hoàng Quân từ chối thẩm định. Theo luật sư Hải, 666 tài sản này dù bị từ chối với lý do gì thì vẫn đang là tài sản thực và là tài sản hợp pháp của bị cáo Trương Mỹ Lan. SCB đang quản lý chưa từng giải chấp các tài sản này hoặc trả lại tài sản cho chủ tài sản. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giá trị 666 tài sản này đang bị loại bỏ khỏi danh mục tài sản đảm bảo được khấu trừ thiệt hại. Nhận 5,2 triệu đô la Mỹ để an toàn cho gia đình, đó là lời khai của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra trước thẩm vấn của viện kiểm sát Bà Nhàn khai nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn là hoàn toàn thụ động vì không có sự bàn bạc với bất cứ ai ở SCB. Đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật thì bị cáo chấp nhận nhận tiền để an toàn cho gia đình. Tiền nhận về, bị cáo cũng chỉ để trong góc nhà, sau đó bị cáo nhiều lần liên hệ để trả lại, nhưng Võ Tấn Hoàng Văn không đến lấy. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Hồ Biểu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai, Giải quỹ từ lâu đã thành nếp hoạt động của công ty, không giải quỹ thì không rút tiền ra được. Tuy nhiên, bị cáo này cũng khai không được giao trách nhiệm theo dõi dòng tiền có quay trở lại hay không. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc giải ngân trước, làm hồ sơ sau, bị cáo Dung cho hay, thực tế hầu như tất cả khoản vay ở SCB đều là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu. Trả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ. Khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả khoản vay cũ, tức là những khoản vay này đã được rút ra từ trước. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trong nhiều lần trả lời thẩm vấn tỏ ra cay đắng khai rằng vì bà Trương Mỹ Lan chọn đưa bị cáo lên làm tổng giám đốc SCB, bị cáo lại tin tưởng, trung thành tuyệt đối nên giam dắt theo chỉ đạo miệng của bà Lan để giờ này đưa lọt ra nước ngoài số tiền rất lớn là điểm rất đáng lưu ý cụ thể bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb khai bị cáo từng thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho bà trương mỹ lan các lệnh chuyển tiền này là để thanh toán việc mua vốn góp của công ty nước ngoài ở việt nam thanh toán các khoản tín dụng khi bà lan đi nước ngoài việc chuyển tiền ra nước ngoài trương khánh hoàng không được họp bàn mà chỉ làm theo yêu cầu khi lập hồ sơ bị cáo làm việc với nhóm của nguyễn phương anh và bên này phụ trách thực hiện giải quỹ sau khi giải ngân việc sử dụng tiền do bà trương mỹ lan chỉ đạo theo công bố của đại diện viện kiểm sát về lời khai của bị cáo hoàng thì bị cáo này biết trương mỹ lan đầu tư cùng đối tác nước ngoài bằng hình thức đặt cọc số tiền đặt cọc này rất lớn khi chuyển cho đối tác nước ngoài có thông qua cục phòng chống rửa tiền tiền sau khi chuyển ra nước ngoài được bà lan đầu tư dự án đồng thời bà lan hủy phần đặt cọc ở việt nam nhiều lần như vậy nên số tiền bà lan chuyển ra nước ngoài rất lớn Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng cũng khai được bà Lan đề cử làm quyền tổng giám đốc SCB vào tháng 5 năm 2021, bị cáo thừa nhận đã phê duyệt các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo miệng của bà Lan và đa phần các lệnh chuyển tiền có thiếu sót nhưng bị cáo biết là của bà Lan nên phê duyệt. Thậm chí theo lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn thì đến việc đưa tiền hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Đỗ Thị Nhàn và thành viên đoàn thanh tra, bà Lan cũng chỉ đạo miệng. Một điểm đáng lưu ý trong các phiên thẩm vấn của luật sư chính là lời khai và cam kết của bị cáo Trương Mỹ Lan. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ mình, Trương Mỹ Lan nói, đối với việc hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo chỉ làm ba việc là vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để hợp nhất thành công ba ngân hàng, cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài thậm chí bị cáo còn mang khách sạn Windsor để vay của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV 15.000 tỷ đồng và ông Hà nói sẽ đi vay ngân hàng nhà nước cho SCB. Sau đó, trước 3 ngày hợp nhất thì ông Bắc Hà rút nên bị cáo phải giải chấp lúc nửa đêm và trả cho ông Hà 15.000 tỷ đồng. Về cáo buộc thâu tóm cổ phần hơn 91% tại SCB, bị cáo Lan nói cổ phần không phải của bị cáo mà của bạn bè được bị cáo kêu gọi góp sức để giúp cơ cấu SCB khi khó khăn. Bị cáo Trương Mỹ Lan cam kết khắc phục hậu quả bằng việc đồng ý chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng do bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella khắc phục đến tài khoản của SCB để giải quyết hậu quả vụ án. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn khai có 13 dự án nằm ngoài danh mục các tài sản bị kê biên trong vụ án và đồng ý dùng các tài sản này để khắc phục. Tuy nhiên, các dự án đó có cả các nhà đầu tư nước ngoài nên đề nghị tạo điều kiện cho bị cáo đàm phán. Bị cáo cho biết thêm rằng, con gái của mình cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Trong phiên xét hỏi, luật sư Cô Lê Huy bảo chữa cho bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng văn phòng Hội đồng quản trị Vạn Thành Phát hỏi thân chủ làm rõ hành vi của Tâm. Trong vụ án này, bà Tâm bị cáo buộc lập công ty ma lên phương án giải quỹ số tiền được SCB giải ngân giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 171.360 tỷ đồng. Theo bị cáo, chưa bao giờ Tâm hợp chung với bà Trương Mỹ Lan, nhiệm vụ của bị cáo là cập nhật tài sản song song với thư ký của các lãnh đạo tại SCB. Bị cáo cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma là điều không chính xác. Bị cáo chỉ quản lý danh mục tài sản, chưa bao giờ được cầm giữ sổ nào. Cáo trạng nói bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma, bị cáo chưa bao giờ theo dõi. Tâm nói và cho rằng công việc bà chỉ là nhân viên, không đủ trình độ nhận thức để biết hành vi của mình là trái pháp luật. Cáo trạng buộc bị cáo liên đới hơn 170.000 tỷ đồng, tiền đâu mà bị cáo nộp, tâm nói gương mặt khắc khổ. Qua phần trả lời xét hỏi của bà Trương Mỹ Lan, ông Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty Tường Việt và một số bị cáo liên quan khác nổi lên mối quan hệ làm ăn khá kỳ lạ của hai bị cáo này. Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước nên khoảng tháng 4 năm 2021, bà Lan và ông Trương Khánh Hoàng trao đổi thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước về việc sẽ chuyển nhượng dự án thanh yến cho ông Trước và công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông trước không thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là mua dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả ngân hàng SCB. Trả lời hội đồng xét xử ngày 11 tháng 3, ông Dương Tấn trước khai, trong quá trình hợp tác, bà Lan luôn có một danh sách các dự án có nợ xấu ở ngân hàng SCB. Trong đó, ông Trước đánh giá dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, qua tính toán có hệ số đầu tư có khả năng sinh lợi tốt, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, với giá chuyển nhượng ban đầu mà Bà Lan đưa ra là 3.500 tỷ đồng, thì ông trước cho rằng quá cao nên đề nghị Bà Lan giảm xuống 2.500 tỷ đồng và được đồng ý nhưng ông trước phải làm hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Về thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, Bà Lan khai, vụ vay 3.500 tỷ đồng, đừng hiểu tôi đi bán tài sản, Tài sản đó vốn là nợ xấu của SCB không ai mua hết. Lúc đầu, SCB bán cho người khác, nhưng vì sau đợt dịch, người ta không có tiền trả. Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng bàn với Dương Tấn trước, nói mua giúp SCB giá 3.500 tỷ đồng. Trước đó, tôi có hứa với bị cáo trước rằng cứ mua, tôi sẽ nói ngân hàng ráng giúp. Trước nói sợ lỗ, tôi hứa danh dự nếu lỗ sẽ dùng tài sản bù. Tuy nhiên, cũng theo ông Dương Tấn trước khai tại tòa, sau khi 3.500 tỷ đồng được SCB giải ngân, bà Lan lại nói ông trước tập trung lo pháp lý để dự án thanh yến cho Trương Huệ Vân và công ty Vivaland thực hiện, đổi lại công ty Tường Việt sẽ được làm tổng thầu cung cấp trang thiết bị cho dự án. Về việc này, bị cáo Trương Huệ Vân khai tiếp nhận dự án thanh yến theo chỉ đạo của bà Lan, còn thỏa thuận giữa bà Lan và ông trước như thế nào thì Vân không biết. Trong khi đó, bị cáo Dung xác nhận lời khai của ông trước là đúng. Đến nay, bà Lan vẫn chưa thực hiện việc trả 1.000 tỷ đồng cho SCB, nên khoản vay trên vẫn còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là gần 590 tỷ đồng. Theo lời khai của Dương Tấn trước, bà Lan luôn có một danh sách các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng. Sau khi xem danh sách, nhận thấy chỉ có dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có tiềm năng phát triển, nên ông trước thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan giá chuyển nhượng là 2.500 tỷ đồng. Bà Lan đề nghị ông trước không cần thanh toán tiền ngay mà chỉ cần lập hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án thanh yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng vào mục đích riêng. Bà Lan có trách nhiệm thanh toán toàn bộ gốc và lãi đối với số tiền 1.000 tỷ đồng này. Chính vì tin tưởng vào lời cam kết uy tín của bà Lan và thực sự mong muốn được nhận chuyển nhượng dự án để phát triển, nên ông trước mới đồng ý việc lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Luật sư nhấn mạnh, ông trước không được hưởng lợi ích gì từ khoản vay 3.500 tỷ đồng nói trên vì bà Lan không thực hiện theo như cam kết ban đầu, không chuyển nhượng dự án cho ông trước và nhóm công ty Tường Việt. Quá trình thực hiện khoản vay 3.500 tỷ đồng, ông trước đều bị động, dù có quan hệ đối tác, nhưng đây là mối quan hệ không cân xứng. Mọi vấn đề đều làm theo chủ ý quyết định của bà Trương Mỹ Lan, luật sư nói. Luật sư cho biết công ty của bị cáo trước chuyên thi công các dự án bất động sản. Bị cáo có niềm đam mê trong lĩnh vực này nên nắm rõ các vấn đề về pháp lý. Quá trình thi công các dự án cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo giúp bà Lan gỡ được các nút thắt về pháp lý cho những dự án lớn hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ. Với một người hào sản như bà Lan thì việc bà cho bị cáo trước 1.500 tỷ đồng là điều dễ hiểu, như bà Lan đã từng cho rất nhiều người khác, luật sư nói về việc Bà Lan sử dụng tiền rút từ SCB để cho trước. Luật sư cho rằng cũng như rất nhiều những khoản vay khác mà Bà Lan từng rút từ SCB ra để sử dụng vào mục đích cá nhân, việc này là sai phạm. Có hệ thống từ trước tại SCB mà bản thân bị cáo trước không thể tác động được gì. Trong phần tự bào chữa, Dương Tuấn Trước, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, Công ty Tường Việt cho biết đồng ý với nội dung luật sư bào chữa vì đã nói đúng bản chất tinh thần của mình. Ông Dương Tấn Trước nói, trách nhiệm khắc phục của ông còn khoảng 600 tỷ đồng, nhưng các tài sản bị phong tỏa có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, nên xin hội đồng xét xử ghi nhận mình khắc phục 100% thiệt hại. Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, luật sư nói rằng dù có chức vụ ở SCB nhưng thực chất chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng bất cứ lợi ích vật chất gì nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ dễ dàng bị thay thế. Mặc dù đang là quyền tổng giám đốc, được hưởng mức lương 500 triệu đồng một tháng, nhưng nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định pháp luật nên Hoàng đã xin nghỉ việc. Tương tự, luật sư của bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB cho rằng, bị cáo Dũng chỉ làm công ăn lương. Bùi Anh Dũng được Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB đã bỏ trốn, tiến cử với Trương Mỹ Lan, vì là người hiền lành không quậy phá. Bị cáo Bùi Anh Dũng chỉ là người thực hiện tiếp công việc của người tiền nhiệm, thiệt hại của Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Bị cáo Bùi Anh Dũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động từ khai số tiền 40 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan cho, vì thế luật sư đề nghị hội đồng xét xử có một mức án nhẹ cho bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh bị cáo phạm tội trong môi trường đặc biệt, ngân hàng nhà nước đang tái cơ cấu. Từ bào chữa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bổ sung rằng SCB đã bị hút vào vòng xoáy của bị cáo Lan để tái cơ cấu trả nợ khiến SCB bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trương Mỹ Lan. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn không đồng tình với luận tù của Viện Kiểm sát về việc các bị cáo phạm tội nhiều lần vì bản chất ngành ngân hàng thì chỉ lặp đi lặp lại hai dịch vụ là huy động và cho vay, nên chuyện lặp lại hành vi là điều bình thường, đây là đặc thù ngành tài chính. Với nhận định của Viện Kiểm sát rằng, bị cáo có trình độ có hiểu biết mà vẫn vi phạm pháp luật, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng không đồng tình vì có trình độ đại học mới làm được ngành này nên Viện Kiểm sát quy kết bị cáo là lợi dụng có trình độ là chưa phù hợp. Sau hơn 10 ngày xét xử vụ án Vạn Thành Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo. Đối với Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Về xử lý vật chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để thi hành án cho các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Đối với 1.169 bất động sản mà cơ quan điều tra đã kê biên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan về khắc phục hậu quả. Đối với các mã tài sản khác đang thế chấp tại SCB đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ nếu còn dư thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của trường Mỹ Lan. Ngoài ra thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trừ vào nghĩa vụ của trường Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, cựu Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất Tường Việt, Cao Việt Dũng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Tấn trước. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Capella để đảm bảo thi hành án. Bị cáo này bị xét xử về hành vi chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo khác, nếu không liên quan đến vụ án, đề nghị tuyên trả cho các bị cáo. Tiếp tục phiên xét xử, luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ chứng cứ chứng minh nguồn tiền, bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, sinh năm 1984, trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời, chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn. Vì vậy, cần đánh giá thần trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ. Ngoài ra, không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn. Trong khi đó, bị cáo Văn không bị truy tố hối tội đưa hối lộ. Liên quan đến số tiền đưa hối lộ, luật sư cho rằng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ là số tiền không nhỏ về khối lượng và số lượng tiền mặt. Số tiền này được chuyển từ SCB ở thành phố Hồ Chí Minh ra SCB ở Hà Nội, sau đó rút ra quy đổi đô la Mỹ đưa cho bà Nhàn. Quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra đô la Mỹ, đóng gói tiền vào thùng. Những người này làm theo chỉ đạo của ai? Có phải bị cáo Lan chỉ đạo không? cần làm rõ để không lọt người, sót tội. Về hậu quả của vụ án, luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo Lan trong mối quan hệ với ngân hàng SCB, bao gồm 3 điểm chính. Vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng SCB, cho mượn tài sản 15.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp, kêu gọi cổ đông nước ngoài. Do đó, luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do hội đồng quản trị và lãnh đạo SCB chịu trách nhiệm, đồng thời mong hội đồng xét xử ghi nhận công lao của bị cáo lan trong việc phát triển ngân hàng scb luật sư của bị cáo trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bà lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả